cảnh bắt chuột đồng ở quê này các bạn. Chuột đó thì chuột đồng thì nó thường sống theo các mẫu ruộng nè, thì anh em chúng ta có một cái len, cái cuốc gì đó thì đào để bắt thôi. Nào không anh? Ừ, đi đi. Vậy hả? Ủa sao không lùa chó theo? Vậy hả? Ô đừng con. Ủa rồi sao mình biết là cái lỗ nào có hay không anh? Đào đại. Đào đại hả? À, tưởng đâu có kinh nghiệm mới. Tại thường á là em dặn chó này mà em đào không à. Dạ. Gần đây không anh? Dạ. Cây luôn ha anh. Nó xích ra nó. Dưới kìa. Con dưới hang này. Trên có hang không? Dưới dưới kìa. Quất luôn anh ơi. Thank you.
xíu à. Lúa. Lúa không? Hết. À, trời ơi. Hết hồn. Vậy là còn nhiều lắm anh ơi. Lứa mà. Cái này về thường mình làm gì ăn anh? Thì về này kia được. Cái này thìa ngon lắm. Quay lu. Chứ còn nữa, miếng bậy mà. Nó đi xuống dưới luôn á. Đó. Đúng quá. Thấy đi trời. Bẻ luôn, bẻ luôn. Hay dữ. Bước bước. Nó chừng nó chui cái lỗ đó ra.